Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Hoàng Anh. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục leo hạng mùa 16. Và trong trận này thì bên đội mình thì gồm có là Natalia, Amelie, Mina, Arthur và John. Bên đội đỏ thì có Bandung, Jin, Violet, Hồ Không và Suka. Rồi chặn rồi các bạn ơi. Và hiện tại thì bên đội của mình thì có ba tướng về nhiệm vụ hồi sinh, đó là Natalia, Amelie và John. Gần ở bên mình đội mình đó là Amelie. Bên đội đỏ thì có Bandung và Jin sử dụng phù hiệu hồi sinh. Gần ở bên đội đỏ đó là Ngộ Không. À, trong trận này thì mình sẽ đụng với tướng Uka béo. Chiêu 2 của Uka thì khi đánh thì sẽ tạo ra một cái lớp xương bảo vệ. Khi mà hết cái lớp khiên bảo vệ này thì các bạn hãy quay lại đánh với Yuka nha các bạn. Đấy, có một lớp khiên bảo vệ. Natalia vừa hạ được Jin lập trong đầu, không hạ Natalia lại các bạn ơi, không còn nữa nữa. I will have order. Ông di chuyển lên ăn bùa đỏ rồi. Hiện tại tỷ số là 1-1. Scorching Brand. Rồi xin đi lên đường trên này luôn rồi. My life for my people. Holy splendor. Hiện tại ở dưới ba tướng luôn các bạn. Jin vừa hạ được Mina bên đội của mình rồi. Stand your ground. Natalia. Lấy Jin ra kìa, Jin ra rồi. Đi được không có máu nữa các bạn ơi. Mình đang có hỗ trợ của I have seen the face of Jin. Suka béo trốn luôn à. Hay không đang ở phía dưới. Ở phía dưới thì có tới bốn tướng ở đội đỏ. Natalia vừa hạ được một không ở đội đỏ các bạn ơi. An enemy has been defeated. Cái chủ thân là Amelie. Violet vừa hạ được John và John double kill luôn. Chạy lên trên vũ trụ Yuka béo à. My life for my people. Hiện tại tỷ số là 5-3. Đội của bên mình hình như là và đội đỏ hình như bỏ cái đường giữa luôn các bạn. Hiện tại hai đội đang giao tranh ở phía hai cánh. I will have order. Mình xin vừa hạ Natalia bên đội bên mình. Cá béo. Mina còn có tí xíu máu. Lại còn một mình con nó chỉ mình dưới thôi. Xuống hỗ trợ Amelie còn tí xíu máu rồi các bạn. Stand your ground. Còn không đang di chuyển xuống.
An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Hiện tại đi số là 8-5. Nhưng về bên đội mình nè các bạn. Được chưa không hả? Được chưa không hả? Được chưa nữa các bạn. Ủa mình có máu rồi. Không hạ Amelie nữa. Natalia Amelie đang đường trên đẩy chủ. We can turn this around. Này đấu với hai. Mina vừa hạ bên đông bên đỏ đỏ. Cơ cơ béo rồi bạn ơi. Defend the base. An ally has been defeated. Đẩy chủ luôn, đẩy chủ luôn. Chủ luôn, chủ bắn, chủ bắn. Chủ, đẩy chủ, đẩy chủ. Amelie không lại được biến vậy thôi. Cũng gần hết máu rồi. Nhưng ngủ không, lập kìa. Chết hai đứa thùng quá. Đấy, mình hạ được ngủ không luôn các bạn ơi. Chạy về. Amelie vừa hạ được Violet lên đỏ, vừa hạ luôn Jin bên đỏ rút cô kêu. Vừa rồi thì mình không bị ngộ không hạ là do bên của mình có đứng thành trụ, đã miễn sát thương các bạn ơi. Trong phù hiệu mình chọn có một cái hỗ trợ miễn sát thương khi đứng trụ, đứng gần trụ. Mình hạ được ba tướng bên đội đỏ liên tục tiêu diệt luôn rồi. Yuka béo đang đi đường trên đẩy trụ bên đội mình các bạn ơi. Chạy lên. Không biết kịp không. An ally has been defeated. Nhờ John ra. An enemy has been defeated. My life for my people. Nãy giờ chúng ta béo núp ở trong đó. Scorching Brand. Chúng ta béo thì đam cũng khá là to luôn các bạn. Nếu mà bị phục kích thì combo của Yuka béo thì sẽ chắc là tướng của bên đội đối phương thì sẽ không chịu được, không bắt được không à. Nhìn không bị đâm đâm không rồi hả? Amelie bên đội mình Mina hạ được ngộ không các bạn. Hiện tại thì hai tướng bên đội đỏ đang thiếu Mina, mình chạy qua hỗ trợ. Qua hỗ trợ Jin nè. Tâm thì khá là ít máu rồi, cho nên khi mà chúng combo của ngộ không hoặc là Yuka béo thì chắc là không thể chịu nổi rồi các bạn. Nó hy sinh thôi. Ai thậm chí chưa máu. Ai không hạ được Yuka. Stand your ground. Ăn ngộ không một mình. Ngộ không ăn không luôn. Hạ được Jin luôn các bạn. Amelie rất ok luôn. Đẩy trụ thôi, còn lính đẩy luôn.
mình vừa hạ chỗ bên đó, còn một lần hai ngày vẫn đi hồi sinh nữa bạn ơi. Hãy Luka được không? Hãy Luka được không? Hãy Luka khác, nó dù cao béo lạnh cũng được rồi. Mình hết lính rồi, hai lính lên rồi, lính lên. Đội mình rút hết rồi. Hàng trụ đầu tiên bên đội đỏ và tới trụ thứ hai bên phía trên đã bị hạ rồi các bạn. Bên đội mình thì bị hạ hàng trụ đầu tiên. Hay quá, con vừa ăn được Luka bên đội đỏ luôn. Rồi cấp tà thằng bên đội đỏ. Amelie hạ trên bá đạo luôn các bạn ơi. Hiện tại bên mình là 24, đội đỏ là 16. Giờ tướng bên kia vừa hồi sinh, mình vừa hạ chủ Jin các bạn ơi, Jin vừa hồi sinh xong luôn, nhào vô luôn các bạn ơi, nhào vô luôn. Mình có hồi sinh mà mình sợ gì, nấu kết thúc rồi các bạn. Nếu bạn thấy hay thì hãy like và gai tên của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào trận thăng hạng tiếp theo của mùa 16. Meet your maker. We'll be right back.